Xin được chào ông bà, cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của trường. Hiện tại trường đang có mặt tại bãi biển Sầm Sơn quý vị ạ. Ông bà, cô chú anh chị xem video cho trường xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh trường. Xin được cảm ơn ông bà, cô chú anh chị rất nhiều. Hôm nay trường sẽ chia sẻ một cái ngày rất đặc biệt, 30 tháng 4 tại bãi biển Sầm Sơn Thanh Hóa quý vị nha. Qua đây ông bà, cô chú anh chị có thể là xem được các du khách đã tràn ngập trên những cái bãi cát đây quý vị này. Đây rất đông nha, và xa xa bên đây là bà con và các du khách đang tắm rất đông. Đây trường sẽ quay màn hình lại đây, quý vị có thể là xem được đông chưa. Quá đông luôn ông bà và chú anh chị ạ. Có thể nói là hàng biển người tại Sầm Sơn luôn ngày lúc này quý vị ạ. Wow, đây có thể là những cái thước phim để lưu lại đáng nhớ cho trường về cái ngày 30 tháng 4 năm 2024 quý vị nhé. Đây quý vị có thể là xem được các du khách đang háo hức, có thể là nói là tắm rất mát, những cái con sóng cực lớn không quý vị ạ. Đây là những cái con sóng tại Sầm Sơn có thể nói là rất lớn luôn. Hiện tại bây giờ những cái con sóng cực to. Quý vị có thể là xem được rất đông luôn nha. Ở đây có những cái hình ảnh rất thân thương và rất đẹp quý vị này. Đấy. Có những con nàng tại Sầm Sơn đang thướt tha, có mặc những bộ trang phục váy trắng anh gì ạ, đang chụp hình để check in. Đây có mọi người đang vui chơi trên cái gì ở bãi cát đây quý vị này. Quý vị có thể là xem được rất đông đúc quý vị nha. Đây hiện tại bây giờ đang là 6 giờ chiều tối quý vị, ngày 30 tháng 4. Bà con từ có thể là khắp mọi nơi quý vị nha, đang có thể nói là trải nghiệm và những cái buổi tắm mát có thể nói là cực khoái luôn. Đây là quý vị này, có thể xem được thằng dòng người đang đi tại bãi biển đây luôn quý vị ạ. Đây quý vị nhá, quá đông luôn quý vị ạ. Đây vậy, tại vì trường đang đeo mic cho nên là sẽ không nghe được những cái tiếng sóng của các du khách và những cái sóng biển đang vỗ đấy quý vị ạ. Rất náo nhiệt cho du khách được có thể nói là thỏa thích tắm trong một cái buổi chiều rất mát. Đấy quý vị có thể là xem được các du khách tắm rất mát quý vị nhá. Wow, quá mát luôn quý vị ạ. Đây này quý vị này, có thể nói là hàng biến người tại Sầm Sơn ngay lúc này đấy quý vị ạ. Wow trời, quá đông, cực đông luôn quý vị. Quý ông bà, cô chú anh chị xem video cho trường xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Trường xin được cảm ơn ông bà, cô chú anh chị rất nhiều. Và trên đây là những cái tòa nhà và khách sạn tại bãi biển Sầm Sơn đấy quý vị ạ. Đây có tràn ngập các du khách vẫn đang trên bãi cát đấy quý vị này. Đây có thể nói là một buổi chiều hè rất mát. Wow, quá đông lắm kìa. Ông bà cô chú anh chị có thể là xem được cực đông luôn nhá. Đấy.
Trường đang ghi hình và chia sẻ tại Hè Sầm Sơn năm 2024 quý vị ạ. À, có những cái cuộn sóng rất mát và có những cái phao bơi đấy quý vị này, có đầy đủ cho các du khách luôn. Đấy. Quá đông quý vị ạ. Có thể là xem được tại một cái Hè Sầm Sơn năm 2024 quý vị ạ. Đấy. Đông lắm quý vị. Đây quý vị có thể là xem được rất đông du khách đang tắm tại bãi biển Sầm Sơn quý vị nhá. Và quý ông bà cô chú anh chị xem cho Trường xin một like trong video và một đăng ký kênh. Trường xin được cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Và đây là quý ông bà cô chú anh chị có thể là xem được những dòng du khách đang tắm trên những cái bãi biển Sầm Sơn có bãi A đây quý vị này. Đây hiện tại Trường đang đứng đây là bên cái phía bãi A có Sầm Sơn đấy quý vị ạ. Đây có thể nói là một buổi chiều muộn rồi nhưng mà các du khách đang tắm rất đông quý vị nhá. Đây này quý vị này có thể là xem được những cái bộ quần áo có thể là nói là rất mượt mà có những cô gái đấy quý vị ạ. Đây quý vị đông chưa? Và đây quý vị có thể là chiêm ngưỡng được những cái bức hình và những cái thước phim tại Hè Sầm Sơn năm 2024 nha quý vị. Cùng đây quý ông bà cô chú anh chị có thể xem được các du khách đang tràn ngập và tắm mát rất đông quý vị nha. Và có thể nói là hôm nay Sầm Sơn có thể nói là vỡ trận luôn, tại vì qua đây ông bà cô chú anh chị có thể là xem được hàng biển người đang tắm dưới đây này quý vị này. Đấy cực đông luôn. Và hiện tại bây giờ đang là 6 giờ chiều rồi quý vị ạ. Rồi, 6 giờ. 6 giờ đấy anh. Đây, quá đông quý vị ạ. Đây quý vị có thể là xem được những cái bộ quần áo, bộ bikini đầy đủ các màu sắc của các chị này. Đang có sự phô diễn tại bãi biển này quý vị ạ. À, đẹp chưa quý vị? Rồi, cực đẹp luôn. Đây có rất đông các cái du khách đang quá thích tắm mát quý vị ạ. Quá mát luôn. Đây. Quý vị có thể xem được những cái cơn sóng rất lớn quý vị nhá. Đây quý vị ạ. Đây có những cô gái đang livestream và có chụp những cái tấm hình này quý vị này. Đây có thể nói là một cái dịp nghỉ lễ cho các du khách thỏa thích tắm mát tại Sầm Sơn quý vị ạ. Quá wow. Wow, đông quý vị. Đây và trên bãi cát này có những du khách đang ngồi trên đây này quý vị này. Đấy, đông chưa? Và hiện tại bây giờ đang là một buổi chiều muộn này quý vị ạ. Đông không quý vị? Quá wow. Đây quý vị nhá. Có thể nói là sóng Sầm Sơn hôm nay rất lớn đấy quý vị. Quý vị có thể là xem được các du khách cực đông luôn quý vị ạ. Và đây là có thể nói là những cái dịp nghỉ lễ và những cái ngày hè nắng nóng tại Sầm Sơn. Thực sự là nắng nóng quý vị ạ. Tại vì là quá đông các du khách đã đến rồi quý vị ạ. Đây quý vị có thể là xem được thấy chưa? Sóng biển Sầm Sơn có thể nói là rất lớn luôn quý vị ạ. Đấy. Quá đông cho các du khách đã đến tại Sầm Sơn quý vị ạ. Đây này quý vị này. Quý vị có thể là xem được những cái bộ bikini đấy quý vị. Đấy. Đẹp chưa quý vị. Đây các chị gái đang tắm đấy quý vị. Ồ rất mát quý vị ạ. Wow. Wow đẹp quý vị ạ. À, có thể nói những cái hình ảnh cực đẹp quý vị nhá. Đây quý vị có thể là xem được hàng biến biến người luôn.
giống như là Sầm Sơn bị vỡ trận trong những cái tổ biến đó các vị. Thì cầu ví này các vị thấy là ông bà cô chú anh chị có thể là thông cảm được chưa? Đấy. À. Đây có các con nàng thướt tha sinh tươi tại bãi biển này các vị ạ. À. Và trên đây các vị có thể là xem được du khách rất đông quý vị nhá. Đây các vị này. Quý ông bà cô chú anh chị xem video cho Trường xin một like, một đăng ký kênh. Trường xin được cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất nhiều quý vị ạ. Qua đây hôm nay Trường ghi hình Trường chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị có thể là xem qua được một buổi chiều 30 có ngày nghỉ lễ tại Sầm Sơn quý vị ạ. Và hiện tại Trường đang đứng bên cái phía bãi A có món núi dãy núi Trường Lễ quý vị ạ. Đây này quý vị này, quý vị có thể là xem được hàng biển người đang tắm trên đây quý vị này. Đây này quý vị này, có thể là xem được những cái bộ bikini rất thướt tha đang đi trên bãi biển này quý vị ạ. Cực đẹp luôn quý vị ạ. Có thể nói là đầy đủ muôn màu sắc luôn. Đấy quý vị nhá. Wow, đẹp chưa? Và đây có thể là quý vị có thể là xem được hàng biển người đang tắm tại cái bãi biển có Sầm Sơn quý vị này. Đây, hiện tại đây bây giờ đang là 4:30 PM quý vị ạ. Quá đông quý vị. Đấy. Đây và phía bên đây nữa quý vị ạ. Có các bạn trẻ đây này quý vị này. Wow. Có các con nàng xinh tươi đứng để chụp những cái bức hình quý vị nhá. Đấy. Quá đông quý vị. Phía xa xa trên đây nữa. Có các du khách đang đi lên trên đỉnh cái mỏm dãy núi có Trường Lễ đấy quý vị ạ. Rồi. Đây quý vị có thể là xem được những cái bộ đầm bộ bikini rất thướt tha đấy quý vị. Đẹp chưa? Đấy. Đủ các sắc màu tại Sầm Sơn chiều hè 30 tháng 4 quý vị. Đây này quý vị. Đấy. Có các cô nàng rất đây còn đây quý vị có thể là xem được các thiếu nữ tại Sầm Sơn quý vị. Đấy. Bây giờ rất đông luôn quý vị nhá. Đây là cái gì nhá? Đây là các thiếu nữ đang hiện diện những bộ đầm đang có mặt tại bãi biển Sầm Sơn đấy quý vị ạ. À, đẹp chưa? Quý vị có thể là xem được rất đẹp luôn. À. Đây quý vị. Bên kia có các thiếu nữ đang đứng để check in để chụp hình quý vị nhé. Và đây có mọi người đang mọi người du khách đang có mặt tại bãi biển rất đông. Đang tắm có thể là rất đông quý vị ạ. Các du khách. À. Đây quý vị này. Có thể là xem được các cô gái xinh đang hiện diện tại biển Sầm Sơn này quý vị ạ. Chưa? Toàn những cái bộ trang phục bikini đang có sự phô diễn tại những cái mỏm đá có những cái dãy núi Trường Lễ đấy quý vị ạ. Đây này quý vị này. Đấy. Rất đẹp, những cái hình ảnh rất thân thương, những cô gái có thể nói là rất thướt tha tại biển Sầm Sơn Thanh Hóa vị ạ. Qua đây các bạn trẻ xem có thể là thấy rất hài lòng quý vị ạ. À. Ok, có đẹp quý vị. Qua đây quý vị có thể là xem được các người đẹp tại Sầm Sơn quý vị nhá. À, đẹp chưa quý vị?
Đây là cha. Đẹp chưa? Quý vị có thể là xem được những thiếu nữ tại Sầm Sơn rất đẹp quý vị nhá. Đấy, cực đẹp quý vị. Đấy. Quá đẹp quý vị ạ, rất tạo dáng rất đẹp quý vị ạ. Đúng rồi. Đây có hai bàn chiến này quý vị này. Lên đi cháu. Xa xa bên đây quý vị có thể là xem được các du khách đang tắm rất thỏa thích quý vị ạ. Đây có thể nói là các cô nàng rất xinh tươi tại Sầm Sơn nha quý vị nhé, đang mặc những cái bộ đầm đen quý vị ạ, và đứng trên cái tảng đá để chụp hình để check in quý vị. Đây này quý vị này. Đó là view đẹp nha.